Rồi, hello nha, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình phước sửa chân vịt máy đầm dơi. Mình có review cho anh em xem một chân vịt thông dụng mà anh em thường ngày xài và hỏi. Đây là dòng chân vịt 11cc. Mẫu này anh em chạy được từ 13 cho tới là 20 HP ha. Cái mẫu này là thằng Thô mình lấy về nè, mình chưa có làm nè. Thì ngày hôm nay trong cái quá trình mình làm, mình sẽ review cho anh em xem hết từ cái công đoạn luôn. Rồi tới hoàn thiện nha. Đây nè, cái mẫu này là mình lấy về hàng thô, là nó chưa có qua mà chưa có làm gì hết nha, chỉ có là mài hết cái lớp mạ của mà đổ ra thôi. Rồi bây giờ công đoạn đầu tiên thì mình phải làm giọng trước nha, làm giọng rồi mình căn chỉnh rồi mình vô mình đánh bóng cho anh em xem. Rồi anh em theo dõi mình nha. Rồi đây là cái công đoạn mình làm, mỗi người là có một cách làm khác nhau nha. Thank you.
Rồi, cái công đoạn mình đã làm giọng xong rồi nè. Bây giờ mình vô khuôn chỉnh nha. Nếu mà trường hợp á nó sẽ đều đặn cánh á thì mình đem vô mình xử lý khâu bóng ha. Để mình lấy cái khuôn chỉnh. Cho anh em coi nè ha, là cái chiến dịch hồi nãy là mình đập là anh em cũng thấy rõ ràng là mình đập là rất là nhiều nha, dấu là dữ lắm nhiều nha nè, anh em coi là nó tuyệt đối là 100% luôn nha. Cái này là mình giống như mình đập ngẫu nhiên, anh em thấy nè cái độ chính xác của nó là phải không nè, em thấy không đó, thấy không nè, là như vậy là mình chỉ có mới có mình đập đó là theo cái cũng như là cái quán tính của mình đó, là cái dịch này nó đã đồng tâm 100%. Rồi mình không cần phải đập lại, là gì mình đem vô cái khâu xử lý luôn, xử lý bóng đây. Rồi anh em theo mình đây. Thế bật tay.
rồi xong rồi mình căng cái cánh lại đều là mình đánh bóng nha. Mình căng cánh lại coi thử nó đều chưa. Cánh này nó đều anh em, nó đều là hai cánh nó ngang nhau nha. Rồi bây giờ mình vô mình xử lý cái kho bóng nữa là ok nha.
làm cái kiểu hộ ta. Nó làm cái này không đúng. Đây, cái thành phẩm mình đã hoàn thiện rồi ha. Thì đi ra mình còn cái khâu là mình phải đóng tên nữa nha. Thì nhiều anh em á có thắc mắc hỏi là chân vịt của mình á có làm rồi chưa, thì cái công đoạn mình làm thì mình cũng quay cho anh em chi tiết hết nha. Đây là mẫu 11cc, đây sản phẩm mình làm ra. Rồi xong rồi, tiếp tục là mình đi ra đóng tên. Đây là mình có cái tên đây nè. Rồi đây, vô đây nè, quay cận cảnh cho anh em xem. Đây, ngoài ra thì đây cái sản phẩm mình làm ra nè. Đây là anh em coi nè, cái mẫu này nãy giờ là mình vô mình làm nè. Đây cái này em làm bóng là bóng tự nhiên nè, anh em coi phải không, nó bóng từ trong tới ngoài, là từ trong đường cùi đi ra luôn đó, không là em không có xài lơ nha. Nếu mà anh em nào thấy hỏi tại sao mà người ta cái chiến dịch ta bóng sáng quá, thì cái đó người ta chỉ đánh lơ thôi nha. Nhưng mà quan trọng á là cái lồng này là mình coi nó bóng, mà nó bóng tự nhiên từ trong ra ngoài, không có một chút giận. Đây rồi cho anh em coi xem cái nè, cái dòng cái chiến dịch này là chưa làm nè, anh em coi so với chiến dịch mình làm rồi thì nó khác như thế nào. Đây đây, đúng chưa? Rồi thì cái thành phẩm mình ngày hôm nay là cái mẫu 11cc mình làm cho anh em chạy từ máy 13 cho tới 20 HP, cốt thẳng. Nếu anh em nào đi là có độ tải nhẹ hoặc chạy nổi, rút nước nhẹ kìm bao cho anh em đi tầm lắp 2 thước 2 ha. Rồi ngoài ra thì anh em nếu mà anh em nào có xài thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0947201079, gặp mình là Phước ha, mình sẽ làm tất cả chương dịch cho anh em để anh em xài. Đây là sản phẩm mình làm ra, tất cả các thứ từ
máy lớn cho tới máy nhỏ nha, ba cánh thường, ba cánh thái và hai cánh thái. Ngoài ra mình có làm chân vịt chạy trái cho anh em ha, từ cánh thường cho tới cánh thái có đầy đủ ha. Ở đây em có làm, nhận làm, giao về cho anh em nào mà lấy đồ về bán nha. Bán sỉ và lẻ đều có đầy đủ hết. Anh em nào xài thì cứ alo cho mình. Rồi, cái clip mình đến đây kết thúc. Thì anh em nào muốn cần mình test ngay cái chân vịt này cho dòng từ cái máy 15HP thì theo dõi mình cái clip tiếp theo. Mình sẽ trực tiếp xuống test cho anh em xem luôn, coi cái độ gút và cái độ đi nó như thế nào ha. Rồi, chúc anh em một ngày mới làm ăn phát tài.